Vừa nãy thì anh cũng có nói với em là có bao nhiêu người gửi nó rồi đúng không? Và ở đây thì có là chị Hoàng Thu Hương, chị ở Tuyên Quang. Đấy, bây giờ thì anh sẽ đưa cho em là 500.000 tiền mặt đây luôn. Cái tiền này thì sẽ tí em sẽ đưa cho bà hay là em cầm để đi mua thức ăn nhé. Đây cho anh gửi nhé. Em xin. Đấy rồi. Con cảm ơn cô ạ. Đấy, rồi. Con chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chào lúc xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên nhà của em Cương các bác, xem là cái phần mà làm nhà của em thì tới đâu rồi. Cháu Lực thì cũng có điện cho các anh thợ, là các anh cũng có bảo với cháu Lực bảo làm đến như này rồi. Và cháu Lực muốn lên tận nơi và ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này cũng biết là cái tiến triển, cái việc làm nhà của em Cương thì đến đâu rồi cô bác, là liệu xem các anh thợ là có làm nhanh không. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có trích cái một, hôm nay thì cháu Lực lên chị Giáng My cũng có dặn cháu Lực là lên thì trích cái phần tiền của chị gửi cho em Cương ấy cô bác, là mua một chút nước cho các anh thợ. Và bây giờ thì cháu sẽ đi vào nhà em Cương là xem cái tiến độ làm nhà của em Cương tới đâu rồi cô bác nhá. Hôm nọ thì mấy cây ở dưới kia cô bác thì là đã mua xong rồi, và tiền thì cũng đã trả xong hết rồi. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có nhận được thêm là vài khoản mà một số cô bác đã gửi thêm cho cháu Lực, và một tí nữa thì cháu Lực sẽ công khai cái số cái khoản đấy ra cô bác nhá. Hôm nay thì lên thì trời khá là nắng luôn cô bác. Thời gian này thì cháu Lực cũng mong là sẽ không có mưa thêm nữa để cái công việc mà làm nhà của em Cương là được hoàn thành sớm nhất có thể cô bác. Như trước thì cháu cũng chia sẻ rồi, cái phần gỗ này thì không có dùng được nữa rồi, và chỉ để lại làm củi thôi cô bác. Còn đây là mấy cái thanh mà còn dùng được thì được tất cả thì được các anh thợ là tận dụng lại và bào cho nó thật mới đi để làm lại cô bác. Còn những cái thanh nào mà không có tận dụng được thì sẽ đi mua thêm rồi cô bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có nói là cái phần mua cây thì là còn thiếu 30 triệu nữa, và bà thì cũng lấy được bên sáng là 20 triệu thôi, còn là 20 triệu, còn là 10 triệu còn lại thì chị Giáng My cũng có gửi cho cháu Lực để cho bà là đi mua cây. Và hôm nay thì các anh thợ lại đang đi xẻ gỗ rồi. Cái phần nền của các em ấy thì phần nền của nhà em Cương cô bác thì cũng đã được là đào xong hết rồi cô bác nhá. Cương ở dân đây, Cương ở đây này, Cương ở đây này. Ở đây. Đi chủ tiên đâu đây? Ở bên đây láng thêm nữa đấy chứ. Để láng có nền tổ ào à? Đi chủ nữa đâu? Đóng ăn. Ồ, mấy chung mày ra. Đi chất tay tay khá bài rồi này. Các khân phải thăng ầm. Ồ, mới chỉ tay đó này cơ mẫu. Ừ, hỡi thăm ăn có yên. Tao tay có mấy. Mà đây láng cái tay cương nữa. Bà thì vừa bảo cháu Lực là hôm nay thì các anh thợ là đi trên là xẻ gỗ của bác. Còn là cái phần nền nhà của em Cương thì là cái chiều dài thì sẽ rơi vào tầm độ là chỗ này là 15 mét, còn là cái chiều rộng thì vào tầm 6 mét của bác. Làm cái nhà sàn thì sẽ làm to hơn một chút, tại vì là nhà em Cương thì cũng tận dụng lại được cái phần gỗ nó, cho nên là không có tốn vào mua máy của bác. Đây thì cũng được các anh thợ là mua hết rồi. Này chỉ nắm lon này. Này. Đấy. Như cái cột ở bên này ấy, cô bác thì cũng đã được các anh thợ là bào xong hết rồi. Và đây thì là có những cột này thì là đã gọi là ok rồi cô bác. Còn là thiếu vài cột nữa thì các anh thợ là sẽ đi mua tiếp rồi cô bác. Trời thời tiết thì khá là nắng nóng luôn. Mới bên kia là Cương bạn à? Hả? Đây, em Cương thì cũng đã, em Cương thì cũng đang ở nhà. Cương thì vừa đi làm gì về đấy?
Trên kia bác cố về à? Đây đây nè. Em vừa lên trên bác cố về ạ. À. Thế các bác là đang xẻ ở trên à? Vâng. Cháu Cương xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy rồi. À, một tí nữa thì anh sẽ cùng lên trên đi nhá. Vâng. Rồi thì anh cũng có mua nước lên cho các anh thợ là một chút. Vâng. Như cái phần này thì đã xong hết rồi đúng không? Vâng ạ. Và gỗ thì thấy còn là thiếu rất là nhiều cho nên là bắt buộc là phải đi xẻ thêm và đi mua thêm rồi cô bác. Điện lắm. Bạn này làm về nướng luôn á, này làm về đây. Cái chú đéo rồi mà người lại đô phần chú lại cái nền nhà cũ cho nên là rất là chắc chắn rồi, không có sợ là đéo rồi mà vít nữa ra sạt lở hay không bị sạt nữa cô bác nhé. Rồi còn những cái cột này sẽ là cái cột mà để chống cái cột là đúng không? Vâng. Những cái này ấy. Vâng. Còn những cái này cô bác sẽ là để chống những cột và đổ cái những cái cột này vào sẽ để sau này là chống những cái con mọt nó sẽ ăn cái phần thân như như kiểu cột bên này này cô bác đó. Còn như bên này thì nhà bác của em Cương thì không có dùng để cái kê bằng cái bê tông và kê thay đó kê bằng đá thôi. Những con mọt thì ăn rất là nhiều rồi cô bác. Kê cao này ở tầm độ 40-50 phân thì là những con mọt và con kiến nó chắc chắn là nó sẽ không có xâm hại được thêm là nhiều. Cột này thì đã đổ hết chưa? Hết rồi ạ. Đổ hết rồi à? Vâng. 36 cái là 36 cột đúng không? Vâng. 32 cột thôi ạ. 32 cột à? Vâng. Nên bỏ thế đổ ra thêm 4 cái nữa thì... Sợ nó vỡ ạ. Sợ nó vỡ đúng không? Vâng. Đấy, đổ ra thêm. Hôm nay, hôm trước thì đổ thì cháu Lực không có lên được các bác. Tại vì là dưới nhà thì cũng có bận việc một chút. Còn bây giờ thì anh em sẽ lên trên một tí nhá. Vâng. Đấy, lên trên các anh thợ xem là các anh xẻ gỗ đến đâu rồi các bác. Đây là nước nước chảy. Bà có đi không? Không ạ. Ra đây anh xem nước này nào. Đây. Này. Thưa cô bác lên trên rừng là phải đun theo những cái chấn những cái bếp bán nước chè để cho các bác thợ là uống. Cương cầm luôn cho anh cái kia đi. Đấy. Phương gác, phương bề máy này. Ngôi nhà của Cương là chắc là độ tầm nửa tháng là làm xong rồi đúng không? Vâng ạ. Bây giờ thì mọi phần cột thì cũng đã hết rồi đúng không? Vâng ạ. Đã chọn được ngày nào đẹp để làm để dựng cột chưa? Chắc mùng 6 hay là mùng 9 ấy. Mùng 9 âm dương à? Vâng. À âm chứ không phải dương đâu đúng không? Vâng. Mình là tính theo ngày âm mà. Làm kịp mới dựng được. À. Thế độ đâu đó là rơi vào tầm gần tháng nữa là có thể là dựng được khung nhà của em Cương lên rồi cô bác nhé. Hôm nay thời tiết thì khá là nắng luôn. Như cái cột hai cái cây kia thì có chưa có xẻ đâu à? Chưa. Là xẻ phần xa nó trước xong rồi mình đến phần gần nó đúng không? Vâng ạ. Khá là nắng nóng luôn cô bác. Anh em mình là đi đường nào ấy? Đi đường này thôi ạ. Đi đường này lên luôn à? Vâng. À đi vẫn đi đường cũ kia đúng không? Vâng. Vừa rồi thì em về nhà làm gì? Ăn cơm ạ. Về ăn cơm à? Vâng. Thế còn các bác thợ thì đã ăn chưa? Lấy cơm lên trên ăn được. Là lấy cơm lên trên rừng đi ăn luôn à? Vâng. À. Như thức ăn này kia thì còn không? Còn ạ. Vẫn còn à? Vâng. Đấy tại vì là thưa cô bác thì cháu Lực cũng có bảo rồi là
cho bà là trích ra 10 triệu cái phần nhà nước đấy, cho bà trích cái phần tiền nhà nước ra là 10 triệu để mua thức ăn cho các anh thợ, lại cho gia đình em Cương luôn cô bác. Cát này thì là cát của nhà em đúng không? Vâng ạ. Phần cát hôm nọ thì nếu mà mấy đứa mà chưa có đủ thì mình ra đây lấy đúng không? Vâng. Cũng lấy đây đi, đi hết xong lại hót rồi. Lấy đây đi xong, lấy đây đi xong, hết xong lại hót rồi à? Vâng ạ. Hôm nọ thì cũng được là em Cương ở nhà cô bác, và em mới có tranh thủ cái thời gian mà rảnh thì em mới ra bên này hót ra những cái hót những cái hạt cát này. Thì xong là lúc nào mà ở bên kia thiếu thì là em sẽ ra đây bên này để chở đi cô bác ạ. Em Cương này biết là cái số tiền của mình rất là ít ỏi, cho nên là những cái mà mình tự có ở trên bản ấy thì là em ấy sẽ tự đi hót và đi em ấy tự đi lấy luôn cô bác. Tối nay thì có cua không đấy? Có, tối mới có. Tối mới có à? Vâng. Có bao giờ đi bắt cua không? Không ạ, em không ăn. Ăn được cua. Em không ăn được cua? Vâng. Em là bị làm sao mà không ăn được cua? Ngứa. Là bị ngứa đúng không? Vâng. Là bị dị ứng với hải sản đấy. Bị dị ứng với cua các bác ạ. Cương ấy. Thế nhưng mà cua tầm cua biển thì có ăn được không? Không ạ. Không ạ, đã biết đến cua biển chưa? Chưa. Chưa, chứ chưa biết đến cua biển mà đã bảo biết không ăn được à? Là gọi là nói chung chung về những cái đồ hải sản đúng không? Vâng. Là mình không thể ăn được. Anh em leo một đoạn thì khá là mệt thôi cô bác. Sắp đến chỗ các bác chưa? Còn xa lắm ạ. Còn xa lắm à? Vâng. Leo lên một đoạn thì cũng khá là mệt cô bác. Thạch ấy. Vâng. Làm một hai con thạch này. Nói là lâu lắm thì mới leo đồi cô bác, thì thành ra là leo lên thì thở rất là hổn hển luôn. Mời tất cả, xin mời tất cả quý cô bác ăn thạch cùng hai anh em cô bác nhé. Cháu Cương mời tất cả các bác ăn thạch cùng cháu ạ. Hôm qua hôm kia thì anh có nhận được thêm là các mạnh thường quân là gửi tiền cho em nữa. Đấy, anh xem nào. Anh em đang nghỉ ngơi thì cháu Lực sẽ nói cho em ấy biết luôn cô bác. Hôm trước thì cháu Lực có nhận được thêm là một khoản của chị Trần Đỗ Giáng My, và chị lại gửi thêm cho cháu Lực là 10 triệu cho cô bác. Cháu Lực cũng có bảo với chị rồi, cái phần mua gỗ của nhà em thì hiện tại là đang còn thiếu 10 triệu thì chị đã gửi cho cháu Lực luôn. Và đến ngày hôm qua thì có bà Duyên, bà ở Úc, thì bà có gửi cho cháu Lực là 7 triệu 700, là 50 ngàn, trong đó thì có trích ra cho em Cương sửa nhà là 1 triệu cô bác nhá. Cái phần này thì cháu đã xin phép là bà Duyên rồi, và để 1 triệu đây để làm để vào quỹ để làm nhà của em Cương. Và đến hôm qua thì cháu Lực lại nhận được một khoản là của chị Hoàng Thu Hương, chị ở Tuyên Quang, chị có gửi cho cháu Lực là 2 triệu 226 nghìn, và trong đó thì có cho ông bà cụ là 500 ngàn, cho em Cương là 500 ngàn, và cho em Quân là 1 triệu đồng. Đấy, thì hôm nay lên trên nhà em Cương thì một tí nữa cháu Lực sẽ trao cái phần tiền 500 ngàn này cho em Cương luôn cô bác nhé. Cương thì bây giờ gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú đã gửi cho em những cái tấm lòng vàng để em được sửa lại cái ngôi nhà của em, để cho em không có đi ra ngoài là vay thêm nhá. Vâng. Rồi. Con cảm ơn các ông bà. Đấy rồi. Vừa rồi thì em Cương cũng đã gửi một lời cảm ơn tới các quý ông bà, cô chú, anh chị.
Và bây giờ thì cho cháu Lực xin được gửi một lời cảm ơn thay mặt em Khương với lại bà, và cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đã gửi những tấm lòng vàng cho em Khương, để cho em Khương với lại bà không có đi vay nợ thêm cô bác nhá. Và cháu Lực cũng đã nói rồi, trước khi cháu Lực lên chia sẻ thì cháu Lực cũng đã hỏi em Khương với lại bà thì muốn làm ngôi nhà là bằng nhà xây hay là bằng nhà gỗ. Em Khương với lại bà thì chọn là muốn làm nhà xây rồi, và cũng được bên xá là hỗ trợ là 40 triệu đồng. Và dỡ nhà xong thì bên xá đã cho 20 triệu rồi. Và lúc nào mà làm nhà xong thì bên xá mới lại tiếp tục là cho 20 triệu đúng không? Vâng ạ. Ngọ thì xá cũng đã đưa 20 triệu đúng không? Vâng ạ. Và đã được em Khương với lại bà là đi mua gỗ rồi. Phần gỗ thì các anh thợ cũng có bảo với cháu Lực rồi, còn thiếu tầm là 30 triệu. Và bên xá cho thì bà cũng đã dùng số tiền đấy để cho bà là đi mua cái phần gỗ đấy về. Và bây giờ thì mọi cái thì cũng đã đủ rồi cô bác. Cháu Lực cũng đã bảo bà rồi, bảo là bên xá cho 40 triệu thì trích ra là 10 triệu là để làm tiền ăn. Làm tiền ăn. Và thỉnh thoảng thì cháu Lực sẽ mua thêm cho bà là chút thịt lợn và những cái đồ mà thực phẩm là trong nhà để cho bà với em Khương là trang trải đó cô bác nhá. Thế còn bây giờ thì hai anh em mình cũng lên trên đi nhỉ. Vâng ạ. Còn một đoạn đường khá là dài nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa, để một tí nữa lên trên là gặp xem các anh thợ là xẻ gỗ đến đâu rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả quý ông bà cô chú là cũng biết. Như đầu video thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi, cái phần nền của nhà của em Khương thì cũng đã đào xong hết rồi, và cái phần gỗ thì cũng đã được các bác là bào lại và tận dụng lại rồi cô bác nhá. Sau một quãng thời gian mà hai anh em di chuyển thì bây giờ mới gần đến cái chỗ mà mua cây của nhà em Khương cô bác. Cái này là cây măng nứa đúng không? Vâng. Cây này mày nứa là đến mùa mà nó có măng rồi đấy nhở? Không biết là cái măng phải nhiều rồi. Thầy Tiên ơi, khu đây mà để mà nếu mà vận chuyển mà gối này đi xuống cái kia thì cũng khá là vất vả đấy cô bác ạ. Gọi cho bác ạ, lau nước đi. Thầy Tiên ơi, cô bác chắc là ngủ đâu à? Tôi có bán cơm ăn đâu. Cái gỗ này thì được các bác là xẻ đây này cô bác. Có đây thì mấy cây rồi? Một cây rồi. Cái gỗ này là gỗ sao mộc với cô bác. Là làm nhà thì rất là tốt luôn, thợ gỗ này ấy. Nó sẽ không có bị những con mọt này ăn này. Bây giờ thì hai anh em sẽ nghỉ ngơi một chút đã. Khá là mệt cô bác. Đây là phải gọt vỏ nó ra đúng không? Gọt vỏ ra để nó là công dụng nó là gì biết không? Mới xẻ được à? Thế là các bác thợ là chặt ra thì em là người gọt à? Lúc mà nó còn tươi thì có vẻ là gọt rất là dễ nhỉ? Như là gọt thế này thì phải cũng cần mùa đúng không? Đến mùa này thì gọt có dễ không? Hết mùa rồi à? Ừ. À, như cái cây này thì cây sao mộc của bác đến cái mùa thì gọt ra rất là dễ dàng luôn. Cái vỏ nó bóc tách ra thì rất là dễ. Chặt được mấy cây rồi? 11 cây rồi. Chặt được 11 cây rồi à? Cái cây gỗ sao mộc này cô bác là ở trên vùng cao thì bán rất là đắt. Cháu không biết là ở dưới xuôi thì là người ta sẽ bán cái giá cây như nào, nhưng mà ở trên vùng cao thì hiện tại là nhà em Khương là mua là một cây là 2 triệu. Hay mua thêm 15 cây nữa cô bác, 15 cây sao mộc nữa. Không biết là các bác thợ giờ đi đâu rồi nhỉ? Đang về đúng không? Chú đi đang về rồi. Có một bác thì đi về. Một bác thì đi về à? Chặt được mấy cây xong thì đi về à? Thế
Thế này thì tí một bác là xẻ đúng không? Phất luôn đấy, không có nào sửa đâu ấy nhỉ. Ôi anh vừa cảm ơn anh ra rồi. Một rau này như kiểu là rau mèo ấy nhỉ. Cái này thì phải là gọt cái vỏ nó ra xong thì là mới xẻ được đấy cô bác. Bỏ cho nó khô đấy đúng không? Cái này thì mai mới xẻ được chứ. Hôm nay là sẽ gọt vỏ đúng không? Để mai là sẽ gọt và thêm 1-2 hôm nữa đợi nó khô khô thêm một chút nữa thì là sẽ chuyển cây này đi về cô bác. Cây thì có nhựa khá là nhiều đấy. Sao rồi? Áo ơi! Áo mai chỉ 5 ạ. Mai chỉ 5 ạ. Áo ơi! Sao mai lấy? Hả? Phân giá. Ồ, phân giá. Mai chỉ 5 ạ nào kìa. Bác ấy đang là phát đường của bác đang tìm đường để đi tới những cây mà chợ mua xong đã chặt đấy. Bây giờ thì ra đây uống nước ra đi cơ. Khá là khát nước rồi. Đây mình mua cả xăng ở đây là xẻ luôn đấy. Cầm nước ra đây để các bác uống đi. Hôm nay thì có một bác lại ở lại thôi. Rồi. Mày chỉ đang nào ơi. Chỉ đang nào. Mày thử mua một chút lắm đi. Mua cát. Bắt từ từ rồi đó. Bán ạc nó cũng chưa thấy chưa. Đang. Hôm nay thì lên từ sớm hả chú? Vâng. Chú ngồi uống nước này. 8 giờ. Áo em đây chỉ nắp nào Nhưng ơi. Đây cơ. Này áo chỉ nắp. Chú ngồi đây này. Áo đây chỉ nắp nào. Còn lo này tí sẽ để cho anh bạn là cameraman cô bác. Hôm nay thì em xử là không có đồng hành cùng sống lực được. Đây là bác của Cương đúng không? Bác gái đúng không? Đây có cả thầy nữa này. Chú ăn thầy nhá. Cô ăn thầy nhá. Vâng. Có một bác thì đi về nhà là có chút việc rồi cô bác. Hôm nay thì sẽ được cắt được tầm bao nhiêu cây hả chú? Tầm khoảng 3-5 cây đấy. Hôm nay nó chỉ được 2 cây. Thế sẽ được 2 cây này thì chặt 5 cây thì có sẽ hết là 5 cây không? Vâng, hết rồi. Hết à? Ờ, nên hôm nay nó sẽ hết. Má bè à? Lược một thằng này. Có phải một mình chú mà xẻ này thì cũng khá là vớt đấy nhở? Rồi, hai người thì bán nó đi. Đi nhà một lúc có việc. Vâng. Bắt đầu liền rồi. Từ dưới đoạn đường kia lên đây thì cũng khá là xa đấy nhở? Vâng. Khoảng 30 phút. Đến dốc. Ngoài 2 hôm nữa mà vác cây xuống mới mệt đấy nhở? Vâng. Ngày mai kia mới được vác. Cái này thì không đợi nó khô xong thì mình mới xẻ à? Chú. Không đợi được. Không đợi được đúng không? Được. Trước thì nếu mà mình biết là thiếu bao nhiêu cây thì mình đã về chặt trước rồi nhỉ? Vâng. Nhưng hôm nay nó được chặt 2-3 cây tiếp. Vâng. Không đủ. Trước thì còn không tính toán với cô bác. Nếu mà trước kia thì ra đây chặt độ tầm là độ 5 đến 10 cây trước đi. Đợi là trước nó cắt được 12 cây. À. Thì bây giờ nó sẽ khô rồi, bây giờ nó sẽ khô và sẻ nó sẽ
dễ hơn, và lúc mà mình vác đi về nó cũng nhẹ hơn. Chứ bây giờ mà nó mà còn là tươi như này vác thì về khá là mệt đấy nhỉ. Mưa thì nó chặt được 10 mấy ngày còn chưa khô được. Lấy cương lấy thạch cho bác này. Bác gái dù quần ấm giờ nấu chưa đâu sẽ sửa tới bằng thứ này này, và sắp tôi từ đấy chỉ một chút mà. Để áo chỉnh khâu đây nhá. Tâm thế nào? Chỉnh quần. Chỉnh quần nhá, liệu khâu quần nhá. Các bác thợ là lấy cơm là lên trên này ăn luôn cô bác. Lên từ sớm xong là trưa thì ăn cơm đây luôn. Tối thì đi về. Về nhà thì còn mất thời gian. Cây mình để như này thì có sợ mất không? Không mất được đâu. Đây nó... Chỉ sợ là mình sẻ. Khu đấy thì không bao giờ mất được. Vâng, chỉ sợ là mình sẻ như thế này rồi xong lại... mà đến lúc mà nó bị... đến đêm thì người ta phải trộm thôi. Thì trong làng đấy này không có ai trộm đâu. Vâng. Sẻ chứ. Đây. Còn là gọi là ở bên này thì cũng là đồi rồi, không có đường đi. Bên này thì cũng không có đường đi. Và một đường duy nhất chỉ là đi xuống cái thôn này thôi cô bác. Hay bây giờ sẻ tầm độ là bao nhiêu ngày thì hết, chặt được bao nhiêu ngày thì hết? Còn 4 ngày. 4 ngày là cả sẻ là cả chặt hết đúng không? Vâng. Ở đây thì hai bác là vừa sẻ là vừa chặt, còn em Cương là bóc cái vỏ cây kia ra đúng không? Vâng. Vỏ cây đúng, cắt cành của nó. Bây giờ như để mình để vỏ cây này thì nó khó, sẻ nó sẽ khó đúng không bác? Vâng. Đúng. Bóc vỏ nó ra nó sẻ nhanh. Vâng. Bác thì vừa ra bên kia là đi tìm cây hay là làm gì bên đấy? Ăn cơm ở bên đấy. Ăn cơm bên đấy à? Xong là nghỉ. Xong là nghỉ một chút đúng không? Vâng. Cái cây vầu thì đến mùa tháng mấy thì nó bắt đầu có cái măng đó nhỉ? Chú nhỉ? Tháng 2. Tháng 2 là qua Tết đi à? Tháng 2 với tháng 3 qua Tết có. Qua Tết là mới có cây này đúng không? Dạ. Ôi. Thế phải đợi là một thời gian nó khá là dài thì mới có được những cái cây măng vầu này cô bác. Hôm nay thì có vẻ là mặc cái quần đùi vào đây xanh đồng nữa nhỉ? Và đây có nhiều dín lắm cô bác ạ. Cường là gọt hết cái cây này. Này có vẻ dao nhọn là nó gọt dễ hơn đấy nhỉ. Như anh thấy cái này người ta còn dùng để lợp vào nhà hay sao ấy. Từ thời xưa rồi cô bác, thời xưa thì có thể là bà con còn không có mua được tấm tôn ấy, cho nên là đi vóc chặt những cái cây này xong là tiện thể là tận dụng cả cái vỏ là để bóc để lợp luôn đấy. Lợp luôn đấy. Đây là mình bóc xong rồi, tí một tí đợi bác kia về là bác ấy xẻ đúng không?
Như Cương là bố có gọi điện về hộ lần nào không? Như một cái cây to này thì trồng bao nhiêu năm thì nó mới lớn thế này hả chú? Cái này nó trồng... Phải nói là một cái cây như này thì sẽ đôi dưa đó và tầm độ là 20-30 năm thì mới to như này thì mới chặt được cô bác ạ. Để mà bán được 20 năm mà để bán một cây mà 2 triệu như này thì cũng phải là rất là lâu đấy. Có thể là đời bố trồng thì đến đời con hưởng và đến đời ông trồng thì đến có khi đến đời cháu hưởng thôi. Nếu mà làm được một cái ngôi nhà gỗ như này cô bác thì phải đi kiếm và mua gỗ thì rất là lâu thì mới về đến nhà cô được cô bác ạ. Như bây giờ nếu mà vận chuyển đi về thì không có là dùng bằng xe máy để chở đâu, đây là dùng bằng người để vác luôn cô bác. Cái này mà đến mùa đó thì còn bóc ra dễ hơn đấy nhờ. Mùa này đang là mùa không bóc được vỏ. Tháng 6 mới bóc được nhanh. Tháng 6 là nó là mùa bóc vỏ nó hả chú? Đúng rồi. Bây giờ là rơi vào tháng 8 rồi, thành ra là bóc vỏ nó cũng hơi khó một chút. Cái nhựa này nó dính rất là ghê đấy nhở.
Những cây này thì xẻ được bao nhiêu cái tấm? Bao nhiêu tấm chú? Này tính thì được 2 tấm thôi. Một cây này được 2 tấm đúng không? Ừ. Nhưng mà có cắt đôi nó không ạ đấy? Này nó cắt đôi rồi. Thế là cắt đôi à? Làm cái kia. Cái này nó bé hơn. Cái kia thì được 3 tấm. Cái cây thì được 4 tấm. À, như ngôi nhà của em Cương ấy thì là cái chiều dài của bác, chiều cái chiều ngang thì là sẽ là 9m, còn cái chiều dọc, có cái chiều dọc thì là sẽ là vào 7m của bác nhé. Cho cả nữ xem cái đây tới phần rồi, nhà của em Cương thì sẽ tổng diện tích là và phần ngôi nhà thì sẽ là 16m2. Cái mặt trên đó xong rồi một tí nước xẻ xong thì bắt đầu là mới bỏ tiếp của bác. Bây giờ mà ngửa cái cây này lên thì sợi cây nó lăn xuống dưới. Nếu mà trên vùng cao này thợ đi làm gỗ ấy của bác, làm nhà gỗ thì cũng có rất là ít rồi. Bây giờ thì ít khi là người ta sẽ làm lên ngôi nhà gỗ đó. Bây giờ là căng này để trẻ làm đôi à chú? Vâng. Đây là cái dây mực này của bác. Dây này thì sẽ là để kéo đến kia. Xong là cưa là đi theo thôi để cho nó thẳng các bác ạ. Đây bác là chợ nữa thì cũng đã đến rồi. Bác này vừa rồi là có đi về nhà làm một chút việc các bác. Bây giờ một tí nữa thì bác sẽ cưa theo cái đường mà đường kẻ này. Bác chỉ năm bác. Đang lắm nè, để bác qua đón. Vẫn vô được chất chất bao nổ. Bật mực của bác ạ. Nó mực vào. Bây giờ thì bóc xong Cương ra đây, anh gửi cho Cương là thêm cái tiền này. Tại vì là có một cô thì cũng vừa mới gửi cho em.
mới nhận được. Vừa nãy thì anh cũng có nói với em là có bao nhiêu người gửi nó rồi đúng không? Và ở đây thì có là chị Hoàng Thu Hương, chị ở Tuyên Quang. Đấy, Tuyên Quang thì cũng giáp với mình thôi. Và anh cũng nói là chị gửi cho bao nhiêu rồi. Và chị có trích cho em là 500k nhá. Đấy, bây giờ thì anh sẽ đưa cho em là 500.000 tiền mặt đây luôn. Cái tiền này thì sẽ tí em sẽ đưa cho bà hay là em cầm để đi mua thức ăn nhá. Đây cho anh gửi nhá. Em xin. Đấy rồi. À, bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới chị Hương, chị Hương nhá. À. Anh thì gọi bằng chị, em thì chắc gọi bằng cô nhé. À. Con cảm ơn cô ạ, con chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe. Đấy rồi, hôm nay thì cháu được lên. Thứ nhất là đến xem cái phần nhà của em Cương thì đã đến đâu rồi. Và cháu Lực cũng có điện cho các bác thợ rồi. Các bác thợ cũng nói với cháu Lực bảo là làm đến đâu rồi. Và cháu Lực muốn là lên ghi hình cho tất cả quý ông bà cô chú ở trên này là cũng biết là cái tiến độ làm nhà của em Cương thì đến đâu rồi cô bác nhá. Và còn một tí nữa thì sẽ cùng các bác cùng em Cương với lại xem là các bác có chặt thêm hố nữa không. Chặt xuống thì cháu Lực sẽ cùng em Cương là chịu trách nhiệm là bốc cái phần vỏ ra để cho các bác xẻ là dễ hơn cô bác. Qua đây thì cháu Lực cũng thay mặt em Cương với lại bà cảm ơn tới chị Hoàng Thu Hương thì đã gửi tiền cho em Cương với lại bà. Để chắc là thời gian tới thì em Cương với lại bà sẽ đi mua thêm một chút thức ăn nữa. Còn là cái phần này thì chị bảo là đưa tiền mặt cho em Cương với lại bà thì cháu Lực sẽ không có để vào quỹ nữa. Còn là có bác nào bà bảo cháu Lực để vào quỹ sửa nhà của em Cương thì cháu Lực sẽ để vào để cùng là chị Giáng My là chia sẻ một chút. Tại vì chị Giáng My thì là người mà tài trợ chính cho ngôi nhà của em Cương với lại bà cô bác. Chị Giáng My thì cũng có muốn giúp là thêm những hoàn cảnh khác nữa. Thành ra là cháu Lực cũng muốn là kêu gọi thêm là rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ gửi những cái tấm lòng vàng của quý ông bà cô chú anh chị là tới cho em Cương với lại bà. Và là bây giờ thì cái thước phim này cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cháu Cương xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.